Với kịp bên kia thì Hunter đang vẫn đánh với cả Doraemon và map tiếp theo sẽ là map Calm Before the Storm. Không biết tỷ số là bao nhiêu. Vâng, và trong trận đấu này thì Vicky Adios tại góc trên bên tay trái của màn hình các bạn xuất phát với Protoss màu vàng và phía dưới này anh Yellow là Protoss màu tím và với tôi nghĩ rằng là với ưu thế về địa hình tại vì anh ấy đánh ở server scene nên sẽ không lag và với ưu thế micro có lẽ sẽ vượt trội hơn anh VK, anh Yellow nên anh Adios đã chọn map này để đánh Forget với anh Yellow và chúng ta thấy rằng là anh Yellow cũng đã build khá là standard tại vì map này rất là khó cheese nếu mà bạn không biết được tại vị trí xuất phát điểm của đối thủ. Tôi vừa mới cập nhật được trận đấu giữa Hunter và Doraemon. Hiện giờ Hunter đang dẫn trước với tỷ số 1-0 ở dưới Loser Bracket. Vâng, và con probe đầu tiên cũng đã dò ra được nhà của Yellow. Hiện tại anh Adios cũng đang đi rất là đúng hướng và nhiều khả năng anh cũng sẽ phát hiện ra được nhà của anh Yellow rất là sớm. Nghĩ trận này thì Yellow sẽ không cheese nữa rồi vì mọi thứ rất là hiện giờ vẫn đang standard. Vâng. Và chúng ta sẽ xem chúng ta sẽ có một buổi chúng ta sẽ start ăn trưa vào chắc là đúng 12 giờ giờ Việt Nam Hết trận này hay là thêm một trận nữa? à, chắc thêm một trận nữa nhỉ Thêm trận nữa đi. thêm một cặp đúng nữa. Mà ok, chắc là chúng ta sẽ có thể thêm một trận đấu nữa rồi chúng ta sẽ nghỉ ăn trưa tầm 1 tiếng và sẽ quay lại với các trận đấu ở nhánh thắng final, ở nhánh thắng giữa một người đã được vào được, đó chính là Poker Face, còn một người còn lại thì chúng ta chưa quyết định được là ai. Có thể là anh VK Naughty hoặc là VK Thuốc Lào. Vâng, chắc chắn là một người đã có mặt trong nhánh trong chung kết nhánh thắng là một thành viên của Clan VK và ở nhánh thua này thì chúng ta còn một chặng đường khá là dài còn sau trận đấu này nữa nên chúng ta sẽ hứa hẹn rất nhiều trận đấu rất hấp dẫn vào buổi chiều. Chiều nay thì tối nay là các bạn biết là Christmas, liệu anh sẽ có kế hoạch gì không nhỉ? Hiện tại tôi hoàn toàn không có kế hoạch gì cho Christmas, rất là đáng buồn các bạn ạ. Nên Ra tôi thấy thì Christmas như là mọi người ở trong Sài Gòn có vẻ ăn ăn mừng to hơn ở ngoài Hà Nội. Thế Christmas ở Hà Nội khá là buồn tẻ. với tình trạng chàng trai độc thân ở xứ Singapore này thì rất là khó có thể có kế hoạch gì. Tôi sẽ, mà chắc chắn là buổi chiều tôi cũng sẽ cố gắng vác mặt ra ngoài đường để hưởng thụ cái không khí Noel ở đất sinh này. Và quay trở lại chuyện đời chúng ta thấy được rằng là chúng ta đã có cuộc engage đầu tiên của Adios và anh Yellow. Và một lần nữa thì tôi thấy lại là 3 ghép đấu 4 ghép thôi các bạn. Và Vâng, ghép thứ tư ghế bây thứ giờ tư mới được cũng được xây. xây và hai một bên đã có hai con stalker và một bên chỉ có một con stalker thôi. Đây là cái ưu thế của việc Chronobus ra 3 ghế là anh hoàn toàn có thể có số lượng stalker gần ngang bằng và sớm hơn và con Zilot đầu tiên đã con Zilot đầu tiên của Vicarious đã chết và bây giờ hai bên đang đánh với nhau 4 ghế. Vicarious bị miss micro một tí khi mà anh tất cả không phải là Stalker của anh không bắn đồng loạt nhưng mà có lẽ là bây giờ anh đã có sự vượt trội khi mà anh ấy đã Lại một lần nữa chưa lâu là phải kéo rất nhiều probe ra, lại một lần nữa miss micro của Arius làm cho anh chết một con stalker rất là lãng phí. vâng và bây giờ với việc vóp ra 4 con Zilot như thế này thì prop sẽ không phải là sự lựa chọn để đối phó với đoàn quân của VK Adios Tôi nghĩ là lúc và này